Mỗi người trưởng thành tại Việt Nam tiêu thụ tới 9,4 gram muối một ngày, cao gần gấp 2 lần so với khuyến nghị. Đây là thông tin được đưa ra trong hội thảo trực tuyến hướng dẫn triển khai các hoạt động truyền thông giảm tiêu thụ muối do Bộ Y tế cùng Tổ chức Y tế Thế giới WHO tổ chức. Nước ta là một cái nước nông nghiệp, thứ hai tức là có cái bờ biển rất là dài. Do đó cái thói quen ăn uống thì chúng ta là ăn nhiều đồ hải sản, rồi là dưa cà mắm muối cũng khá nhiều. Ăn thừa muối có thể nói là tương đối nguy hiểm đối với sức khỏe của con người. Cái đầu tiên nó có thể gây nên tăng huyết áp. Một cái điểm nữa là nếu muối nhiều thì nó ảnh hưởng đến các chức năng của gan, của thận, của tim. Đồng thời nó cũng có thể là nguyên nhân làm gia tăng một số cái loại ung thư, ví dụ như ung thư dạ dày, ung thư đại tràng. Mỗi người trưởng thành chỉ nên tiêu thụ dưới 5 gram muối một ngày, nên giảm lượng muối nêm nếm để tránh các bệnh về huyết áp, tim mạch và dạ dày. Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế sẽ đăng tải thường xuyên trên trang mạng xã hội Facebook những thông điệp kêu gọi giảm muối trong khẩu phần ăn cùng với các hướng dẫn thiết thực để tất cả mọi người đều có thể thực hành giảm ăn muối. Đồng thời, chương trình truyền thông giảm tiêu thụ muối cũng sẽ được triển khai tại các địa phương trên toàn quốc.